Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 9 giờ, hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2023. Xin thưa với lại các thượng đế, đúng là đi đường mới biết gian lao. Qua có việc ở trên Sài Gòn vừa đi vừa về cũng gần 200 cây số. Đến bây giờ người nó vẫn còn vã này. Các khớp cứ như kiểu là có kiến kiến nó cắn ấy. Cứ như kiểu kiến nó cắn ở những khớp ấy. Bây giờ mới coi như thế là làm được cái video để báo cáo với các thượng đế, và đặc biệt là những thượng đế nào đã gọi điện nhắn tin mà mình chưa trả lời được, em mong các thượng đế cũng lượng thứ cho. Trân trọng kính mời các thượng đế ly chè xanh, có chè Thái Nguyên nhưng mà phải để Tết mới uống, còn chè này là chè xanh nha. Trân trọng kính mời. Xin thưa với lại các thượng đế, ở trong này là hai cái bo công suất 12 con so than lớn. Tên của con so công suất là C5200 và A1943. Cả nhôm cả so. Hai bo này tháo ở âm ly Zinton LX7000 ra, bán 250.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Được một đồng chí ở tỉnh Phú Thọ đã chăn văn chốt chuyển thóc cho mình rồi. Thế nhưng mà ngày nay là ngày thứ ba, không thấy đồng chí nhắn nhắn địa chỉ để mình gửi hàng cho đồng chí. Cũng chả biết thế nào được. Tiền thì chuyển 250.000 đồng rồi, hàng đóng vào thùng xốp như thế này rồi mà không thấy liên hệ nha. Thế còn khi người thượng đế này liên hệ mua hàng của mình thì cái số điện thoại bây giờ tìm thì không mò đến Tết Tây, đến Tết Congo cũng chẳng biết được của ai với của ai cả. Mà khi nói chuyện thì mình đã bảo là nhắn tin địa chỉ ở bản nào phải ghi rõ, phải nhắn bằng tiếng Kinh ghi rõ, nhắn tin vào cái số của mình, nó chả chả thấy nhắn gì cả, cũng chẳng biết làm thế nào cả, cứ nằm đây chờ vậy nha. Còn đây là băng cassette trân trọng gửi tới người thượng đế ở thành phố Hoa Phượng Đỏ, ngài ở Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Băng cassette chiều nay thì sẽ gửi cho ngài, đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, ngài cứ an tâm. Khi mà ngài thưởng ngoạn thì ngài chỉ có vỗ đùi đen đét. Còn bây giờ lại tiếp tục giới thiệu với các thượng đế trên giải chữ S một combo băng cassette khiến người nghe vỗ đùi đen đét. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuộn, 5 cuộn bán, 1 cuộn tặng là 6 cuộn nha. Không phải băng nào cũng bán được. Chỉ những cái băng mà nó mang lại sự vẻ vang cho sư phụ Khang thì sư phụ Khang mới bán thôi. Băng Sony HF90, ca sĩ Thanh Tuyền. Ca sĩ Thanh Tuyền hát. Trước khi ghi phải xem băng, sau khi ghi phải nghe lại để kiểm tra chất lượng âm thanh, chứ không phải cuộn nào cũng bán được. Bán về để nghe chứ không, mà không nghe được thì làm cái trò mèo đấy đi. Không làm. Băng Sony HF90. Ca sĩ Tuấn Vũ, Phượng Mai, Hương Lan. Nhiều ca sĩ ở trong này lắm, hát những bài hay lắm, chắc chắn là các thượng đế sẽ gì, sẽ ưng cái bụng. Đấy. Băng này là hai cái băng này là nhạc sau 1975. Ở trong combo này chỉ có một cuốn nhạc trước 1975, Nhã K5, Nhã K5, Nhã K5, băng Sony HDF90, nhạc trước 1975. Băng Sony HF90, chế Linh người nhập cuộc. Băng Sony HF90, liên khúc Tuấn Vũ 1-2. Thì trong cái liên khúc Tuấn Vũ thì chỉ có liên khúc Tuấn Vũ 1-2 là bốc lửa nhất, nhiều người yêu thích nhất, thế nên là thâu cái liên khúc Tuấn Vũ 1-2 nha. Quay lại để cho các thượng đế xem chủ yếu là cái nội dung chương trình thôi, còn âm thanh thì phải về bản. Nhắc lại với các thượng đế, không phải cuốn băng nào cũng bán được, phải những cái cuốn băng nó mang lại sự vẻ vang cho sư phụ thì sư phụ mới mới cho đệ tử xuất sơn, chứ nếu mà nó bôi dò chát chấu vào mặt sư phụ thì không bao giờ có cái chuyện sư phụ cho đệ tử xuất sơn. 1
2, 3, 4, 5 cuộn này 60.000 đồng một cuộn, 5 cuộn là 300.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Kính tặng các thượng đế một cuộn băng này. Cuộn băng này mình mua của cu bạn ở trên Sài Gòn nha. Cu bạn của mình đã nghe cả hai mặt. Cu bạn của mình cũng 46 mùa lá rụng rồi, thế nên là các thượng đế cũng an tâm. Cái này thì mình không nghe lại, thế nhưng cái băng này mình mua của cu bạn 46 mùa lá rụng. Và anh cu bạn này đã nghe cả hai mặt rồi, âm thanh đảm bảo. Cái băng này là băng nghe kiểu cải cải lương người lủng gì này. Đấy. Thế cái băng này mình bỏ đây mình tặng nha. Tặng này cho tình cảm của chúng ta đi lên. Chưa cần tặng, chỉ cần những cái cuốn băng như thế này mà nó chất lượng đã tình cảm đi lên rồi. Thế nhưng mà có cái cuốn băng này cho nó đậm đà hơn, cho nó vươn lên một tầm cao mới nha. Thế là combo chỗ này là 6 cuộn 300.000 đồng. 1 2 3 4 5 6, 6 cuộn 300.000 đồng. Không bao gồm phí ship vận chuyển. Thôi mình dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt. Xin chào.